xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả các anh chị đã quan tâm ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái cây mà chúng ta có thể là đã gặp rất là nhiều rồi. Cái cây này thì nó có thể là cũng không còn xa lạ gì với những anh chị chơi lâu năm. Cái này thường thì là nó có lâu rồi và bây giờ là thái là không về nữa. Thế nên là cái việc mà sưu tầm cái cây này đa phần là tách chiết là nhiều. Thái cũng có nhưng ít, cũng có về nhưng mà ít, nó không nhiều như ngày trước. Ngày trước thì cái cây hương gừng ấy thì mọi người gọi nôm na nó cây hương gừng bởi vì là nó có hương thơm mùi gừng, mùi hơi giống mùi gừng. Thế nên là mọi người gọi là cái cây hương gừng cho nó dễ nhớ, và nó cũng như kiểu là con ong hay con dơi hay là hương gừng hay cái gì đó, đại loại nôm na vậy, hoặc là những cây xanh. Gọi một cái tên dễ nhớ để tên Việt Nam chúng ta có thể là dễ nhớ được. Như đây là một cái củ mới và nó bị cắt chuỗi lá bởi lá xấu. Cái củ này thì nó nhìn củ ấy thì rất là khó để đánh giá được một cái cây. Riêng dòng riêng về cái dòng củ này, dòng cắt tum này, cái lá tum này, thì thực ra ấy, thì mọi người hay gọi cây này cái cắt tum hương gừng. Bởi vì về cơ bản là cái cây những cái cây dòng củ này ấy, thì mình hay hiểu nôm na và đơn giản rằng là đây là những cái cây ra hoa ở gốc. Ở gốc thì gọi là cát tum, còn ra hoa trên thân này thì gọi là thiên nga. Đấy là Việt Nam chúng ta hay gọi như vậy. Ra hoa trên thân này gọi thiên nga, còn ra hoa sát gốc này thì gọi là cát tum. Thực ra cái cây này nó không phải là, nó là cái cây, hai cây cát tum lai nhau thì chúng ta cứ gọi là cát tum hương gừng bởi để cho nó dễ nhớ. Thì anh chị có thể hỏi cát tum hương gừng thì rất là nhiều người chơi cũ lâu năm là đã có và sưu tầm sở hữu cái này rồi. Thì cái này là hương thơm của nó thì rất thơm và mùi hơi hương gừng. Thì về cơ bản ấy thì cây này nó thơm là cả ngày cả tối, từ sáng đến tối. Nhưng mà một số cây khác ấy là nó chỉ thơm buổi sáng là nhiều thôi, xong buổi chiều buổi tối nó hết. Và một số cái cây là nó sẽ nở và đa phần là như vậy. Nhưng còn nở mà thơm cả ngày từ sáng đến tối thì Việt Nam chúng ta thì sưu tầm ít cái dòng này bởi vì ít người chơi mà. Nhưng còn đây thì như cái đây thì em giới thiệu mọi người về cái tên khoa học của nó, thì nó là hai cây Calostum lai nhau. Hai cây Calostum Ribica Northern Light với Calostum Garden. Thì là hai cái cây đó thì tên đọc tiếng Anh ấy thì em đọc chưa được chuẩn. Và có thể mọi người sẽ không thể biết được rằng nó viết như nào cả, nhưng mà trên cái video thì em cũng ghi rõ cái vấn đề là cây nào lai với cây nào để ra được cái cây hương gừng này mà chúng ta hay gọi là cây hương gừng. Còn thực ra thì cái cây hai cây Calostum này lai ra thì được một cái cây này cũng là một màu rất là mỹ mãn và rất là đẹp. Nó là màu cánh hồng, màu trắng ngà vàng. Chúng ta có thể gọi là thiên hơi màu vàng một chút, chứ nó không phải trắng ngà mấy. Thì cái cây này thì nó ra hoa vào dịp là từ tháng 10 dương lịch đến khoảng độ tháng 2 dương lịch năm sau, thì có nghĩa là vào Tết cũng sẽ có. Thì một số cây thì bởi vì nó là cây lai nên là nó ra hoa nó cũng không gần như là nó không theo một cái mô típ nào cả. Bởi dòng lai này thì đôi khi là nó ảnh hưởng bởi cái việc là mình nuôi trồng, thì cái mùa của nó là ra cái mùa như vậy, có nghĩa là mùa thu đông, nhưng mà mùa thu đông và đầu xuân, nhưng mà chăm sóc thì mỗi vườn nó sẽ mỗi khác nhau. Có thể là năm nay ở nhà em cái cây này nó nở vào dịp tháng 10, nhưng sang năm thì nó lại nở vào tháng 11 cơ. Có thể là nó sẽ nở vào Tết. Thì đấy phụ thuộc, nó ảnh hưởng nhiều là bởi chăm sóc và khi mà nảy mầm, từ lúc nảy mầm ấy cho đến lúc ra hoa. Thì tất cả các cây thì đều ảnh hưởng, sức ảnh hưởng nó đều lớn như vậy chứ không riêng gì cây nào. Thế nên là mọi người chú ý rằng là cả một cái quá trình để cho nó ra hoa ấy, chứ không phải là chỉ là một thời gian ngắn, 1-2 tháng mà có thể cho nó ra hoa được. Thì với cái cây hương gừng này thì em cũng giới thiệu sơ qua một chút để mọi người cũng biết về thân củ của nó. Thân củ nó là dòng xanh sạch đây, mọi người thấy không ạ? Nó là dòng thân lá xanh sạch, không có chấm tím. Ví dụ như cây đỏ hôm nọ thì là có chấm tím, nhưng cây này thì nó xanh sạch. Đấy, thân nó xanh sạch và củ tròn to. Cái này là dòng củ tròn. Củ tròn và nó ngắn thôi, nó chỉ từ 10 đến 15 cm. Thường thì có thể là 10 cm là đã ra hoa rồi. Đa phần ấy là phụ thuộc vào ánh nắng.
Còn to nhỏ thì nó vẫn ra hoa được. Càng to cây khỏe thì nó sẽ ra nhiều hoa, còn cây nhỏ mà yếu thì nó sẽ ra ít hoa hoặc là không ra hoa. Còn như cái cây này thì là nó to khỏe nên nó ra được 2-3 cần hoa gì đấy. Đây, bên này còn một cần nữa. Thì mọi cây thì nó đều là ảnh hưởng nhiều bởi cái việc nuôi trồng là lớn. Thì mọi người cùng xem và tham khảo thêm. Cái dòng củ của nó thì cao tối đa khoảng tầm 15 cm thôi. 15-17 cm thôi, chứ nó không cao. Nó không phải là dòng dài. Nó là dòng củ ngắn. Củ ngắn và tròn. Tròn phình to như này hay không thì phụ thuộc vào là mình chăm sóc và bón phân cho nó. Khi mà bón phân cho nó đủ nhiều ấy thì nó sẽ mập. Bón phân nhiều thì nó sẽ mập, nôm na thế. Nhưng đa phần cái dòng ngắn này thì củ nó sẽ khá là tròn. Hoa của nó thì vào mùa như vậy, em đã nói rồi, từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau thì có nghĩa là nó vẫn có thể ra vào Tết. Nữa là đến bông hoa thì hoa của nó là có hương thơm, thơm từ sáng đến tối. Và như mấy người chơi, anh chị em chơi vui thì hay bảo là cái này để trong nhà nó không, nó đỡ muỗi, tránh được muỗi. Thì là nói vui thôi chứ còn thực ra thì cũng không biết được, nhưng mà mùi thơm nó rất là thơm, thơm cay. Và nó có một cái đặc điểm rất là dễ nhận dạng so với những cây khác, đó chính là cây này dòng lưỡi nhỏ, cánh nó không bị quăn, nó nở khá bền. Độ bền của nó rơi vào tầm khoảng 10 đến 20 ngày. Nó phụ thuộc vào là mình có tưới nước hay gì không. Nếu mà mình tưới nước thì nó sẽ tàn nhanh hơn. Nó khoảng tầm 10 đến 20 ngày thì phụ thuộc vào mình chăm sóc, với cả cái quá trình chăm sóc cây ấy thì nó sẽ giúp cho cái cây nó bền được hay không. Còn ví dụ như những cái cây mà mới nhập về ấy thì có nghĩa là chuyển vùng ấy, như kiểu là anh chị chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra ấy, thì nó sẽ không được bền bằng là hoa nuôi tại vườn. Hoa nuôi tại vườn bao giờ nó cũng sẽ bền hơn. Hoa của nó là màu hồng trắng ngà, có hương thơm và môi của nó rất nhiều râu. Thì em cũng có viết một bài em cũng có viết bài với cây này từ rất lâu rồi, ở trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa này, mọi người có thể xem qua ở trên đấy. Dáng lá, dáng thân, lá của nó thì to khoảng từ 8 đến 15 cm và dài khoảng từ 30 đến 40. Nó cũng như các dòng cát tum khác. Đây là một cái cây cát tum hương gừng. Thì mọi người có thể tham khảo thêm các dòng cát tum khác nhau ở trên cái kênh của em, thì em sẽ cố gắng để có được cái cây cát tum nào thì em sẽ quay hết để lấy lại dữ liệu để mọi người chúng ta về sau chơi có thể tìm hiểu ra là cái cây này nó hoa như thế nào. Chỉ nhìn tên thôi là mình cũng có thể tìm hiểu được rằng là cái cây đó như thế nào. Ví dụ như những cái cây phi điệp hay những cái cây địa lan hay những cái dòng khác ấy, thì em cũng ghi tên ở trên đó hết rồi. Hoặc là mọi người có thể tham khảo thêm trên nhiều video. Ở trên cái kênh Thiên Ngàn Hoa của em thì nó cũng có một số cây em có thể nói được, phân tích được. Bởi vì em nhớ nó, em nhớ được những chi tiết đó. Còn những cái mà kiến thức về những cái dòng cát tum ấy thì đa phần ở Việt Nam chúng ta còn rất là ít, và rất ít người chơi. Em sẽ thấy là em nhận ra là cái này nó là một dòng rất là dễ trồng và dễ hoa. Nó chỉ cần nuôi có củ lớn lên như thế này và đủ nắng thì nó sẽ hoa thôi. Kể cả củ nhỏ như đằng sau này hoặc nhỏ hơn đến đây thôi nó vẫn có hoa. Có nghĩa là cao chỉ tầm 5 cm thôi là nó cũng có hoa rồi. Thế nên là nó cũng là một dòng em đánh giá nó rất là dễ trồng và dễ chăm sóc. Hoa của nó ra thì nó rủ luôn. Hoa nó ra cái nó rủ xuống luôn, chứ không phải nó nở hoa nó nặng nó rủ đâu. Có những cây là ra hoa ngang ngang này, có cây hoa dựng. Đấy là phụ thuộc vào cái dòng lai của nó. Phụ thuộc vào cây bố mẹ thì nó sẽ ra. Thì đây là một cái cây cát tum rất phổ biến và được nhiều người biết đến. Em cũng muốn giới thiệu cho mọi người để chúng ta cùng sở hữu và tìm hiểu và có thể là sưu tầm. Những cái cây cát tum này hoa rất đẹp, bởi vì mùa này thì hàng rừng thì gần như rất là ít. Mà nếu như anh chị trồng những cái hàng loại nó cầu kỳ hơn ý, thì chăm sóc nó khó hơn. Ví dụ như cái dòng Calia một lá, loại đấy chăm là nó sẽ vất vả hơn là dòng cát tum này. Em đánh giá là cát tum này rất là dễ chăm, dễ trồng. Nó như là dòng mini ý, giống như dòng Calia mini. Mà hai lá, ba lá ý, nó dễ hoa. Nó cứ lớn là ra hoa thôi, chứ nó không phụ thuộc quá nhiều vào cái việc là phải nhiều nắng hay ít nắng hay là phải như nọ kia. Thì nó cũng rất là dễ. Thì em cũng muốn là chúng ta có thể sưu tầm và chơi những cái dòng này, nó rất là hay. Thì mọi người có thể tham khảo thêm là những cái video hoặc là những cái bài viết khác của em trên website hoặc là trên YouTube. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại mọi người vào những video và những cái cây lần sau. Cây nào em có biết, nhận biết được và tìm hiểu được cái tên thực sự thì em sẽ giới thiệu cho mọi người. Để chúng ta cùng tìm hiểu xem là ở nước Việt Nam chúng ta chơi và cả nước ngoài người ta chơi nữa.
ở đâu chơi cây gì mà mình cảm thấy là hợp lý thì mình chơi, giá hợp lý. Mà mùa này thì đang ít hoa thì mọi người chơi những cái cây này là hoa nó sẽ rất là đẹp. Cảm ơn tất cả các anh chị, xin chào tất cả mọi người.